Thị Huyền mới được tung vào sân, và Trương Thị Triền vào sân thay cho Minh Tâm. Bóng tốt. Điều đầu tiên trong hiệp đấu thứ ba cũng thuộc về Ngân hàng Công Thương. Mai Ca, bóng chạm tràn ra ngoài. Tỷ số cân bằng 1-1. Quá tốt với pha ghi điểm từ cầu thủ San Pedro. Pha ghi điểm từ vị trí số 4 của Thanh Thúy. Thanh Thúy cũng là một cầu thủ trẻ bên phía về San Pedro. Cô sinh năm 1995 với chiều cao 1m80. 3-1 cho về San Pedro. Vừa rồi là những tình huống khá trơ trọc của các thủ Ngân hàng Công Thương. Cứu bóng tốt, cơ hội. Đường chuyền hai của Hà Thị Hòa cho Nguyễn Thị Xuân. Mai Ca vẫn còn, không được rồi. Điểm cho Veso Petro. Đường chuyền hoài quá sâu và đã vượt sang cả phần sân của đối phương. Mặc dù trước đó libero Vũ Thị Liễu đã có những pha cứu bóng rất tốt. Ngay sau khi để mất điểm liên tiếp thì huấn luyện viên Lê Văn Dũng của Ngân hàng Công Thương đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Đường chuyền hai quá sâu và không hợp lý cho vị trí đập bóng của Mai Ca. Sau thời gian hội ý, cầu thủ Ngân hàng Công Thương đã xốc lại đội hình. Bóng chạm chắn ra ngoài. Những pha tấn công vẫn hướng về vị trí của Mai Ca. Mặc dù đó là một trong những quân bài chiến thuật của San Pedro, nhưng không dễ nếu có thể bắt chặt được Mai Ca. Như vậy là đội trưởng Nguyễn Thị Xuân đã rút ra khỏi sân và vào thay cho cầu thủ này. Đó là cầu thủ mang áo số 8, Phạm Thị Thúy. Không được.
pha đập bóng của Vũ Thiên Nga không vượt qua được các tay chắn của Vesu Petro. Đập bóng ra ngoài, rất đáng tiếc cho pha xử lý của Thanh Thúy. Thành phần trên sân của cả hai đội vào lúc này đều là sự kết hợp của những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và những cầu thủ trẻ đã được thực hiện tốt trong thời gian vừa qua. Tỷ số nâng lên 7-5 cho Vesu Petro. Rất thông minh, đó là pha xử lý của Trần Thị Loan. Điểm số thứ 8 cho Vesu Petro và giờ là khoảng thời gian hội ý kỹ thuật lần đầu tiên trong hiệp đấu thứ 3. Cho đến thời điểm này, huấn luyện viên Lê Văn Dũng của Ngân hàng Công Thương đã rút đội trưởng Nguyễn Thị Xuân ra nghỉ và có lẽ ông sẽ đưa trở lại Nguyễn Thị Xuân trong thời gian còn lại của hiệp đấu thứ 3. Không có một chút sai sót nào từ pha đập bóng của Kim Huệ. Đó là tình huống tấn công và di chuyển rất tốt. Và như vậy là đây thời điểm mà huấn luyện viên Lê Văn Dũng lại đưa trở lại sân đội trưởng Nguyễn Thị Xuân. Chắn bóng tốt, pha thiết lập chắn đôi từ Hà Thị Hòa và Kim Huệ. Đây là hai cầu thủ sẽ có tên trong danh sách tập trung đội tuyển lần này. Tấn công từ hàng sau, và đó không phải là một phương án tốt nhất cho các tay đập của Vesu Petro. Sau khi để dứt điểm, huấn luyện viên Alexev lại xin tạm dừng trận đấu và hội ý. Thank you.
Huấn luyện viên Alexeyev đang để trong sân là một đội hình trẻ trung của Jesus Petro, và chỉ còn giữ lại có Maika là tay đập chính. Tỷ số cân bằng 9 đều. Chuyền hai cho Jesus Petro lúc này là cầu thủ còn rất trẻ. Phát bóng không qua lưới, lưới phát bóng của Đào thứ 7. Và đội bóng từ hàng sau của Nguyễn Thị Xuân và Maika rất mạnh mẽ. Ở một vị trí đập bóng thuận lợi thì Maika đã không bỏ lỡ cơ hội. Tốc độ bóng rất nhanh. Maika. Bóng chạm chắn ra ngoài, 11-10 cho Jesus Petro. Loạt điểm mà các tiền vệ tấn công của Jesus Petro đều chỉ hướng về phía Maika mà thôi. Quả phá bóng rất khó chịu của Đinh Thị Hương, nhưng ngay sau đó là tình huống Maika đã không phối hợp tốt với đồng đội. Ở phía sau Maika vẫn có người bọc lót, nhưng cô lại chạm bóng để đổi hướng. Không có cơ hội cho pha cứu thua. Bóng vừa mới nhú lên trên lưới thì Vũ Thị Nga đã dứt điểm. Cầu thủ Jesus Petro có không kịp bám chắn. Pha xử lý không tốt của Thanh Thúy. Thêm một lần nữa Thanh Thúy không thành công ở tình huống đập bóng từ hàng sau. Đó cũng phải là sở trường của Thanh Thúy. Trọng tài bắt lỗi của cây chuyền hai trẻ bên phía Jesus Petro. Bùi Thị Huyền là người đã mắc lỗi trong tình huống vừa rồi. Rất cao nhưng bóng ra ngoài. Tỷ số đã là 15-11 rồi. Không kịp. Điểm số thứ 16 cho Ngân hàng Công Thương. Và đây là khoảng thời gian hội ý kỹ thuật lần thứ 2 trong hiệp đấu này. Cách biệt 5 điểm đang được duy trì. Và đó là một khoảng cách rất an toàn cho Ngân hàng Công Thương để hướng đến phần thắng trong hiệp đấu thứ 3. Nó cũng đồng nghĩa với một chiến thắng chung cuộc cho Ngân hàng Công Thương nếu như họ tiếp tục vượt qua đối thủ ở hiệp đấu này.
Thời gian hội ý kỹ thuật đã kết thúc, hai đội trở lại sân. Tiếp tục là quả phạt bóng của Hà Thị Hoa. Trong hai hiệp đấu trước đó, những pha phạt bóng của Hà Thị Hoa luôn tìm đến vị trí của những cầu thủ dễ khiến cho nhà cầm quyền đạt được điểm số khi họ đã không bắt được bóng tốt nhất. Đập bóng rất mạnh, không còn. Mặc dù libero thành quyền của Giuseppe Petro đã kịp chạm vào bóng nhưng bóng đi quá thấp. Bóng tốt, pha cài bóng tuyệt vời của đội trưởng Nguyễn Thị Xuân. Điểm rơi của trái bóng vẫn nằm trên vạch sân. Hàng chắn được thiết lập bởi Trần Thị Loan và Vũ Thị Nga đã không chặn được pha đập bóng vừa rồi của Mai Ca. Bóng không tốt của Mai Ca, rất khó để vượt qua các tay chắn của đối phương trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là điểm cho cầu thủ Ngân Hàng Công Thương, 20-12 rồi. Khoảng cách đã là 8 điểm. Rõ ràng là khi rút ra những cầu thủ chủ chốt trong đội hình thì huấn luyện viên Sergei Alexeev đã không còn nhiều mục tiêu trong hiệp đấu thứ 3. Liên tiếp những pha cứu bóng cận lưới của cầu thủ Ngân Hàng Công Thương. Và đập bóng ra ngoài trong khi cầu thủ Ngân Hàng Công Thương cho rằng bóng đã khẽ chạm vào tay chắn của Giuseppe Petro. Cách biệt 5 điểm, khoảng cách đã được thu hẹp. Ngay sau tình huống vừa rồi thì huấn luyện viên Lê Văn Dũng đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý, một khoảng thời gian hội ý để cho cầu thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và ngắt mạch hưng phấn của đối thủ. Phạt bóng rất mạnh nhưng libero Vũ Thị Liễu đã có một pha cứu bóng tốt. Cơ hội cho Giuseppe Petro và ghi điểm của Đào thứ 7. 16-20, khoảng cách chỉ còn là 4 điểm. Loạt phạt bóng của Mai Ca
Còn nếu thành công thì đây sẽ là loạt điểm rất quan trọng cho Vietso Petro trong hiệp đấu thứ ba này. Quá mạnh, rất đáng tiếc. Hai mốt mười sáu. Bóng ngoài. 17-21. Khoảng 4 điểm nữa thôi cho những cố gắng của Vietso Petro. Pha phạt bóng của Trương Thị Chiên. Mặc dù Kim Huệ trong tình huống vừa rồi đã phải đập bóng trong tư thế rất khó, nhưng các cầu thủ của Vietso Petro đã không tận dụng được cơ hội đó. Lỗi dính bóng. Hai sự thay đổi người liên tiếp bên phía Vietso Petro. Thu Hà khi chuyền hai được tung vào sân. Thu Hà trở lại sân và Thanh Thúy cũng được rút ra khỏi sân nghỉ. Trong khi đó bên phía Ngân hàng Công Thương cũng có sự thay đổi người. Số 9 Nguyễn Thị Hiền vào sân thay cho Trần Thị Loan. Bóng chạm chắn ra ngoài, điểm cho đội bóng áo trắng. 19-22. Như điểm số quyết định và huấn luyện viên Alexev đã đưa trở lại sân cây chuyền hai Thu Hà. Cho Minh Tâm. Đây là hai cầu thủ đã được huấn luyện viên Alexev rút ra khỏi sân lúc trước. Cách biệt giờ chỉ còn 2 điểm mà thôi. Một đường trường 2 sau đầu đánh lạc hướng đối phương của Thu Hà. Rất đáng tiếc. Ở thời điểm quan trọng thì các cầu thủ Vietso Petro lại mắc lỗi, và lần này nó lại đến từ cây chuyền 2 Phạm Thu Hà. Và cú phát bóng không tốt. Chạm vào tay của Mai Ca. Có lẽ nếu như không chạm vào bóng tình huống rồi thì bóng sẽ ra ngoài. Điểm số thứ 24 và là những cơ hội liên tiếp cho Ngân hàng Công Thương để kết thúc trận đấu này cùng với một chiếc vé còn lại ở bảng B trong vòng bán kết. Tấn công từ hàng sau. Và Nguyễn Thị Xuân là người đã kết thúc tình huống vừa rồi. Pha ghi điểm cuối cùng mang đến chiến thắng chung cuộc cho Ngân hàng Công Thương trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Và đội bóng này cũng đã giành chiếc vé còn lại cho vòng bán kết. Các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày mai, bắt đầu vào lúc 14 giờ.